em xin kính chào các bác đến với video của em ha thì kênh hàng nhật bãi thì em tiếp tục giới thiệu với các bác là một mẫu nồi cơm của hiệu panasonic em là hàng vip siêu vip thì nó có mã nè cg khoảng cách nè đó 104 là em này có model nghe cái cái thời điểm này nó rất là nó gắt vip áp suất của nó là 2 bi luôn nó nặng là trên 7 kg đó cái nồi này thì em nói có sách mắt có trứng ha tí em sẽ quay cho các bác xem thì hiện tại em quay cái ngoại thất cho các bác xem là nó hình thức là còn rất là đẹp thì hàng bãi em tuyển chọn nên nó rất là đẹp nhưng mà kỳ xước chút đỉnh thì nó vẫn có ha trời nhưng mà nó cái này nó không có cái 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 để để đáng kể nhưng mà gờ vô nó cộm cộm rồi đó thì nó không có ha xước lông mèo chút đỉnh thì nó phải có thì nồi hình thức nó rất là đẹp các bác xem kỹ kỹ giúp em ha thì nồi một lít cao tầng ih áp sức 2 bi và có cốc nước bù ẩm luôn công nghệ IH nè có kết nối điện thoại Eco tiết kiệm điện công nghệ kết nối điện thoại này thì nó ở bên Nhật thôi Việt Nam thì mình không có kết nối được đó một dòng thì đẹp không có giá nào mà là chạy sướng mà để gờ cộm cộm tay để em báo các bác hết thì màu nó phối màu đỏ nhưng màu đen rất là đẹp luôn em quay qua thông số cho các bác xem ha nồi của mình là sản xuất 2014 nay các bác xem kỹ giúp em 2014 thì cái thông số có mã này đây các bác ngồi thì một lít nè chuẩn điện 100 số 1210 w thì à, sử dụng điện 100 nhưng mà mình sẽ nghĩ điện 110 vẫn được thì công suất của nó thì mình xài có ống áp ngàn gửi 2000 thì nó đẹp lắm các bác ơi đẹp khen luôn các bác qua nhà em để chim ngưỡng game này rất là đẹp thì hình thức lên trên màn hình ẩn nha các bác bấm chưa đó đó, nó bật lên bật nửa em luôn. Thì ngon đập cho màn hình là ngon xanh. Áp sức hai bi lớn luôn nè, các bác thấy không? Cái này là có thể, cái cái phiên bản này cái những cái năm sản xuất này là nó nó nó, nó dừng cái sản xuất hai bi lớn luôn. Vì những cái nồi mà hai bi lớn này, nó rất là dày nặng và tốt tại nó ra là đầu tiên nó để trong cái những cái năm 2013 14 15 gì nè. Là nó chỉ ra những cái nồi này thôi. Cho nên là nó rất là chất lượng ngon xanh mướt các bác thấy không? Đó em bán thì chọn những cái nồi lượng, cái chất lượng gon xanh lòng đẹp thì đó là những cái yếu tố để tạo lên được cái chất lượng nồi cơm còn vỏ thành thì nó cũng phải có xuất sắc chút đỉnh vì nó là hàng bãi đây cái cốc nước còn đẹp đây các bác thấy không đó thì nồi một lít sử dụng gia đình mình 3 đến 5 người thì gia đình bác nào mà có nhu cầu thì cứ inbox liên hệ em để mua cái nồi này về thì rất là tốt nấu cơm ăn ngon đó cho tốt của sức khỏe mình luôn nồi thì hình thức rất là đẹp các bác không son thì đẹp không tì vết chày xước chút đỉnh do cái mua bới cơm thì có nha chứ còn mà chày xước để ảnh hưởng chất chống dính hoặc là bông chóc thì không có đó lòng son thì đái son này cũng rất là đẹp như hình như video các bác mua hàng nhận hàng được kiểm tra trước mặt bu cục giúp em đó được cấm điện 100 và 110 won khi bán ra có bảo hành cho các bác là 3 tháng các bác ưng cái mẫu nồi thì chụp màn hình gửi qua zalo cho em đọc cho em vài trăm em gửi hàng chuyển đủ cho em bao ship địa chỉ em ở thành phố hồ chí minh huyện bình chánh nó hình thức rất là đẹp nha các bác nó lòng trong cục từ này nó rất là bắt từ cũng rất là đẹp thành quá thì bọc inox cũng rất là ok luôn thành rất là rất, rất, rất là mát mẻ sạch sẽ luôn đó là này, nút này bấm này nó sẽ rớt cái này ra đó đó em, em bắp lại hai bi ha em sẽ cắm điện báo giá luôn cho các bác thì em bán giá công khai mong các bác mình chốt đơn cho nó may mắn suôn sẻ giúp em em chỉ bán một giá trên like trên video thôi thì em đã cắm điện rồi nè nồi rất nhiều cái chức năng luôn đó có thấy không gạo trắng nó tắt bóng này nó trở về bình thường bấm lúc này là nấu cơm một chút sẽ hiển hiển thị đó bốn tám phút là cơm bình thường màn hình led luôn đó các bác thấy không nó rất là ok kết nối điện thoại cho mình nè nó nó bắt đầu quạt cái quạt nó ăn từ đó rồi không nấu mình tắt nó rất là nhiều chức năng nó có chế độ chỉnh cơm mềm cơm mềm gì tùy theo cái độ mềm của cơm cũng như cỡ nào cỡ nào luôn nó rất là xịn sò như vậy đấy thì hàng em đã test ok chất lượng thêm đảm bảo bán thì nguyên gin có bảo hành cho các bác là 3 tháng nhưng em cũng tâm sự với các bác em mới bảo hành là có bảo hành nha các bác chứ không phải là như một số nữa. bảo hành một năm hai năm bảo hành như thế nào thì cái đó là việc của người khác em không biết em chỉ nói là vui thôi có nhiều bác nhiều chỗ là nói bảo hành chọn gói bảo hành chọn đời đó cái gì đó rồi cái đó là em không có biết người ta giải quyết làm sao còn như em nói có bảo hành hoặc là, là có bảo hành cho các bác hàng hư hỏng gửi về em kiểm tra hỗ trợ cho các bác tận tâm tận tình thì cái đó là em mua bán sao thì em nói vậy nếu mà nồi mà các bác đã xài mà không nguyên gin không chất lượng thì về xài hai ba bốn ngày một tuần lễ là nó hư rồi chứ không có để mà tới là ba tháng hay là hai tháng nửa tháng một năm chọn đời gì đâu cái lo em nói thiệt thì mua hàng các bác inbox liên hệ chụp màn hình cái nồi gửi qua zalo cho em để mình chốt đơn ha thì nồi em đang bán với giá là ba năm triệu đúng một giá em mới bán là ba năm triệu chuyển đủ em bao ship ship code cọc cho em là ba trăm cọc cho em là ba trăm để lấy niềm tin cái bình thường cọc em 500 lần nhưng mà cọc chỉ 300 thôi để em lấy niềm tin cho các bác. Nhận hàng được kiểm tra đúng hình đúng mẫu thì các bác nhận còn nếu mà không đúng như video, không đúng như lời em nói thì em hoàn tiền cọc lại các bác cứ yên tâm. Chân thành cảm ơn các bác theo dõi video của em, nhớ đăng ký kênh và nhấn nút like ủng hộ em. Chân thành chân thành cảm ơn các bác.